Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Hôm nay ngày 29 tháng 11 năm 2021, bên Phạm Thức Audio có nhận được một kèo của một anh tên là anh T. Anh ở xóm 4, hội xá Mỹ Đức, gần với chùa Hương đó, Hương Sơn, thành phố Hà Nội. Anh có đặt cọc cho bên em vào hôm chiều thứ bảy là 1 triệu để lấy cặp loa 450C đẹp. Đây, em xin phép ẩn hai cái số điện thoại đi để có một chút quyền riêng tư một chút. Thì đây, quý vị các bạn đang nhìn thấy một cặp loa BMB 450C. Sau khi lau chùi xong và test tiếc cẩn thận hoàn thiện thì cặp loa theo yêu cầu của bác là loa nguyên bản, kể cả gân và đánh ok. Thì đây, em đã lau chùi, dọn dẹp và đưa lên sản phẩm kệ ngày hôm nay để quay video cho quý vị và các bạn xem, và cũng như cho bác tổng duyệt lại một lần cuối cùng trước khi đóng gói và đưa nó lên trên xe đến giờ đẹp. Đấy, thì đây là cặp loa BMB 450C. Trước tiên em xin phép về quay về cái ngoại hình. Đây là một chiếc này, bên R này, bên em dán tem sẵn nhá, và cặp loa tép này. Đấy, và cặp loa bass thì em sẽ không dán tem, em sẽ dán tem ở bên trong như này để đảm bảo cho quý vị và các bạn có thể mở ra để kiểm tra ruột gan sản phẩm. Thì đây là quả bass của BMB 450C. Dòng 450C là nó đã sản xuất tại China và được sản xuất vào những năm 2008 đến 2012, 13, 14. Đấy. Thì đây, theo yêu cầu của bác thì bác bảo em lấy một cặp loa mà gân còn nguyên. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, cái mảng bát của BMB đấy. Đấy, gân này đẹp chưa? Còn nguyên nhá, mà vẫn phải đánh ok. Thì đây, một chiếc một bên em đã lắp sẵn. Và có một cái đặc điểm là bác nhá, bác đã tin bên em thì em sẽ chọn cho bác. Mà cái căng của nó hàng bãi về nó còn nguyên cái tờ giấy bóng nó dán ở trên đây này, để tránh xước này. Về đến bên em mới tháo ra, nên bác nhìn cái tem của bên em nó gần như là chưa dùng một tí gì, kể cả căng. Đây, bác nhìn này, nó là hàng bãi thì nó cũ theo thời gian rồi. Đấy, chân căng còn nguyên nhá các bác nhá, keo chân còn nguyên. Hàng tuyển nó phải như vậy, hàng tuyển chọn nó phải như thế. Đấy, căng bên này cũng vậy. Đấy, em còn hai đôi như này nữa, và hai đôi này thì em đã thay gân nhá, bởi vì là nó cũng có đôi nọ đôi kia gân nó bị màu, nó loang màu nên em thay gân. Đấy, em đẹp không ạ? Bác nhìn thấy đôi loa nào mà tệ căng nó có đẹp đến mức nhảy không? Hàng tồn kho chưa dùng nó phải khác chứ. Còn đây là quay về ruột gan phân tần của nó. Trước tiên quay về ruột gan phân tần của nó thì đây, cái đôi loa bên này trước này, bát này đang đánh này. Hiện tại bây giờ em đang đánh vào con 7800 và mới đánh có một bên loa nhé. Đây các bác nghe này, bên này có bát này, đúng không ạ? Bên này không có bát nhá, nó chỉ kêu mỗi tép này. Đấy, thế mà đánh rầm rầm như thật ấy. Đấy, chứng tỏ 7800 trơn đánh vào đôi loa này rất hay, kể cả nghe nhạc nhé. Đấy, nhưng với điều kiện nó phải là loa xịn anh em nhé. Đấy, cái râu của nó này. Đây là phần đằng sau của loa. Hôm trước em giới thiệu là rất nhiều loa tem màu đỏ và còn gân, nhưng riêng cặp này là màu đen nhưng còn màu xanh nhưng còn gân này. Và cặp loa này các bác nhìn này, bên em còn dán cả tem đằng sau để tránh cái tình trạng các bác cãi nhau. Và cặp loa này có một cái hay nữa là đây anh em nhìn này, trùng seri nhá, 201 2312. Đấy, đây là phần L, kia R. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Hàng tuyển mà, hàng tuyển nó phải khác chứ. Niềm tin đặt vào bên em thì em không biết như nào, nhưng mà sống chết em cũng làm cho nó ra đàng hoàng.
Bác thấy độ đẹp nhỉ? Em như những video khác, em dám cam kết nếu loa này không xịn em biếu luôn đôi loa. Biếu luôn đôi loa này luôn nhá. Đôi loa này trị giá 5,3 triệu. Em biếu luôn tiền đôi loa này. Đang đánh có một loa mà em thử đây, mic này, sát gần. Em đang dùng một vang Zelantic này. Anh em nhìn này, cái mic này. Này, cách có khoảng từ 30 phân. Ali 1 2 3 4 5 6 7. Ali 1 2 2. Mới có một chiếc loa bass mà tiếng chất âm của nó rất tốt luôn. Anh em nhìn vang này. Em để ngay gần mic mà đây nó có zin đâu. Ali 1 2 4 5 6 7. Và công suất của nó đã đạt lên đến 10W rồi nhá. Đẹp của nó là mỹ mãn chưa? Cái này là bẩn nhá chứ không phải thủng đâu anh em nhá. Đây cũng là bẩn nhá chứ không phải thủng đâu nhá. Đấy, không lại bảo là căng bị thủng, không có nhá. Cái quả súp này đặt đây 2 video rồi mà vẫn chưa được quay. Quả súp Yamaha, mã của nó là SVK200. Sau khi nó dọn dẹp xong, có một anh đã đặt tiền rồi, quả súp này em sẽ quay cho anh đấy. Mai em sẽ quay nhá, hôm nay bận rồi, làm nốt cái loa này đã. Rồi còn đến giờ đi nghỉ. Rồi, phẩm thức audio xin phép được giới thiệu thêm với quý vị và các bạn là em còn 2 cặp tem màu xanh. Và gân của nó, màu nó hơi khác nhau một chút nên em đã đi thay gân mới. Và gân mới sẽ rất đẹp. Và thùng quách của đôi loa kia cũng giống hệt Easy Fox như này. Và kể cả chưa thay gân lẫn thay gân rồi thì giá bên em đều là 5,3 triệu. Và như những đôi loa này chưa thay gân thì em sẽ tặng thêm cho quý vị và các bạn một đôi gân nhét vào trong thùng loa. Nhét vào trong thùng loa. Đấy. Thế nên là anh em nhé, anh em nào cần thì liên hệ đến địa chỉ 468 Đường Điện Biên, thành phố Nam Định. Phạm Thức Audio xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.